Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay mình sẽ thử thách tiêu diệt Siren Head, quái vật đầu loa hay gọi là một cái mã số, đó chính là SCP-6789. Thì hiện tại con quái vật này các bạn, nó đang đứng ở vị trí này, đây, nó xuất hiện đây nhé. Ok, mình bắt gặp nó xuất hiện ở đây các bạn ạ. Camera đã gọi là ghi hình của nó rồi. Thì là hiện tại là bây giờ là mình đang thấy con quái vật Siren Head và nó có hai cái bộ loa và nó có hàm răng gì là to chưa? Cái răng nó rất là to luôn bạn, rất là trắng. Bây giờ mình sẽ thử bắn vào răng nó xem nó có bị chết nhé, xem nó có kiểu gãy răng nhé. Chảy máu các bạn, mình thấy tuét máu nó chết. Các bạn thấy không? Nó tuét máu nhưng nó không chết các bạn ạ. Ok, chúng ta phát hiện thêm một con quái vật xa này hết tàn tật nữa kìa. Đây, what the hell, cái con này màu mè rất là kỳ dị luôn. Ngày trước thì mình nhớ là con xa này hết này nó là xa bờ lốt mà nó kiểu như nó màu đỏ mà. Thế sao bây giờ lại màu vàng vàng kiểu đen đen nhỉ? Nó như kiểu màu da bò các bạn. Rồi được, ok. Bây giờ mình sẽ tấn. Ui, what the hell các bạn, còn một con màu xanh nữa này. Bọn này hôm nay biến dị rồi các bạn ạ. Bây giờ đây là Siren Head biến dị các bạn nhé. Nó bị nhiễm sắc tố đổi ra màu các bạn ạ. Đây này, đây chính là con màu nguyên bản của nó. Bây giờ mình bắn thử xem nó chết không. Uầy. Okay. Mình đứng ở vị trí này thì chắc chắn là mình sẽ không thể tiêu diệt được Siren Head. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển sang vị trí khác. Vị trí thuận lợi nhất cho mình để có thể ngắm bắn tốt hơn các bạn nhé. Ok. Đây này. Ok, chỗ này. Khó này, khá ổn này. Mình sẽ tiêu diệt từng con một. Ôi, các bạn nhìn này, cái bụng của nó bị mình, cái ngực của nó các bạn để ý xem. Đây này, mình bắn nó chảy máu các bạn ạ. Chứng tỏ bọn Siren Head này nó không bất tử nhé các bạn nhé. Đội quân Siren Head tấn công trái đất, nó muốn làm bá chủ thế giới cho nên chúng ta sẽ phải tiêu diệt nó. Ok, súng này có lẽ không thể bắn được nó các bạn ạ. Không thể xuyên giáp nó, trong cái trường hợp này chúng ta phải sử dụng loại súng khác. Có thể xuyên giáp nó nhé, bây giờ mình sẽ tìm một loại súng có thể xuyên giáp nó. Ok, trong cái hòm đồ này của mình khá là nhiều súng cho nên là mình sẽ thử tất cả những loại súng đây. Nó đang muốn xâm chiếm cái thành này của mình, nhưng mà mình phải ngăn chặn lại ngay lập tức. Đấy các bạn thấy không? Nó mình bắn nó mới phát ra nó quay ra đây nó bị tấn công mình ngay. Nó không thể nhảy lên nha. Nhưng mà mình cái vấn đề ở đây ấy các bạn biết không? Là cái con Siren Head đắc ở đấy nó nhảy lên nha. Con Siren Head đắc nhảy lên. Phải bắn nó ngay lập tức. Bọn Siren Head kia thì không thể nhảy lên, nhưng mà Siren Head Duck này nó sẽ nhảy lên nhá. Chẳng qua bây giờ nó đang vướng con Siren Head Norman kia kìa, cho nên nó không nhảy lên đâu bạn ạ. Ok, nó không chết. Ok, bây giờ mình sẽ thay. Holy shit bạn. Cái con kia nó đang muốn nhảy lên rồi các bạn ạ. Nó nhảy lên rồi, nó kiểu như nó bị kẹt lại ấy. Đúng không sao cả, bây giờ mình sẽ phải lên đi. Sẽ bắn như này để ngăn cản nó không cho nó lên trên này của mình. Nếu mà nhồi lên ấy thì nó chắc chắn nó sẽ giết được mình. Nó không ổn các bạn, nó cứ đứng ở vị trí này thì có lẽ không thể đấy. Bây giờ mình sẽ xuống để mình ném bom. À được rồi, mình sẽ đứng trên này, mình sẽ ném bom người nó. Ok, mình vừa mới nghĩ ra một kế. À đây rồi, mình sẽ sử dụng cái quả tên lửa này mình tấn công nó nhé. Nhưng mà cái tên lửa này bây giờ không có tầm nhìn các bạn ơi. Từ từ bây giờ nhảy xuống đây. Ok rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đứng lên bắn con Siren Head này. Ok. Tên lửa nó khóa mục tiêu. Ui, bắn trượt các bạn ạ. Như kiểu là Siren Head này. Ui rồi ơi. Thôi đi rồi. Nó giết mình luôn các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Ok, như vậy là mình bị Siren Head giết chết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đứng lên mình câu ơi, holy shit. Mày chết. Ok các bạn, trúng viên rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, vừa rồi con Siren Head Duck ấy nó kiểu nó trèo lên luôn ấy, nó tấn công mình ngay các bạn ạ. Mình không để ý vào đấy luôn, nó nhanh cực kỳ luôn. Cái chân nó rất là nhanh. Nó làm phát mình đi luôn các bạn nhé. Ok. Từ từ, chỗ này khu vực này là chắc chắn đây sẽ là cái khu vực mà kiểu như bọn Siren Head là tấn công mình này. Nó đổ bộ từ khu này ra này. Mình cẩn thận các bạn nhé, không phải nhỡ nó gọi kiểu như nó gọi hỗ trợ đến chết, nó gọi những cái gọi đội quân Siren Head tiếp theo của nó đến. Nó có thể tiêu diệt mình ngay các bạn ạ. Cho nên chúng ta không thể chủ quan được. Trong trường hợp này chúng ta phải tiêu diệt nhanh các bọn này. Ok xong kìa. Ok các bạn, như vậy là mình khi mà mình dùng cái khẩu NSAT này thì cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được một con Siren Head. Ok, như vậy là một chiến công đầu dành cho mình các bạn nhé. Đây rồi. Máy quá, cái chỗ này đang mở cửa. Thì tí nữa mình sẽ bắn con này xong rồi mình chạy. Nó ra kìa các bạn kìa. Nó ra, từ từ anh em. Từ từ. Nó chưa nhìn mình đâu, nó chưa nhìn mình đâu. Đây rồi. Mày chết rồi con. Không chết các bạn ơi, khỏe lắm.
từ mình lại kẹt đạn các bạn ạ. What the hell? What the hell, đây là cái xây tường các bạn nhé. Ok, mình nghĩ là mình sẽ phải xây một mảnh tường đây để mình bao quanh đây. Bởi vì mình sợ là con sai đời hết ở đằng sau ấy, nó sẽ tấn công mình các bạn ạ. Thì may ít ra là cái tường này nó cũng kiểu như là nó cản trở lại các bạn. Ok, mình sẽ xây đây nhé. Đấy, bao quanh đây. Ví dụ là mình có chạy thì mình có chạy được, chứ không là nếu mà cái đồng không mông quạnh này mà nó đuổi phát thì đảm bảo các bạn mình chết ngay lập tức. Ok, đây chúng ta sẽ rút một khẩu súng thực sự là mạnh ra để tiêu diệt nó. Ok, mình không dùng, không quan thua. Đây, mình sẽ sử dụng con RPG này mình tấn công nó nha anh em. Ok, mày chết để con. Holy shit, nó lên, chạy, mày chết. Ôi ôi, chạy ôi nhanh nhanh ơi, rồi ôi, thôi đi rồi. What the hell, nó tóm cổ mình các bạn ơi, mình không nhảy qua được cái bức tường chính mình xây ra các bạn ạ. Được, không sao cả. À đây rồi, một con sai này hết. Mình sẽ bắn cứu trợ nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắn mấy quả cứu trợ đã, khoảng có 6 sáng ngày các bạn. Để đề phòng mà ví dụ trong trường hợp mình thất thủ thì là mọi người sẽ đến cứu mình. Mình sẽ gọi hỗ trợ nhé. Rồi, ok. Mặc dù pháo sáng bay hơi bị thấp các bạn. Mày. What the hell, nó không chết các bạn. Mình giã tên lửa liên tục vào người nó không chết. What the hell, nó khỏe lắm bạn ơi. Từ bây giờ mình sẽ sử dụng một khẩu súng khác nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu thần công mà mình có trong cái vũ khí này của mình. Đây, khẩu thần công đây các bạn. Bây giờ mình sẽ ngắm bắn nó nhé. Mày chết, ok gì ạ. Ok các bạn, như vậy là yếu máu rồi, cho nên là mình bắn có thần công phát nó đi luôn các bạn nhé. Rồi xong, như vậy là một chiến công nữa. Ok, mình nhảy qua bên này. Đây, đây có một con sát hết đây, nó đang đây này. Đấy, bạn thấy không, mình sẽ bắn nó. Mày chết đấy con. Ok, đi luôn. Yeah, chuẩn đấy các bạn. Ui, ui, có bom này. Holy shit, phá bức tường mình luôn, vãi trưởng ạ. Cái bức tường này, bức tường của Minecraft các bạn nhé. Ok, ok, vậy chúng ta sẽ tiếp tục. Kìa, hai con nữa kìa. What the hell, một con màu xanh. Từ từ, bây giờ mình sẽ sử dụng 65 mình tỉa nó. Ok. Xong lên. Holy shit, chạy anh em ơi. Thôi đi rồi. Vãi trưởng ạ. Các bạn ơi, không chạy kịp luôn. Con săn hết này nó chạy nhanh quá. Không kịp đỡ các bạn ạ. Holy shit các bạn ơi. Ui, mình sẽ bắn nó, mình sẽ tỉa nó. Ấy, nó đến rồi, đúng rồi, theo như mình dự đoán. Ui, nó vào tận trong này luôn này. Từ chạy. Ok. Mày chết con. Nó to lắm bạn ạ. Con này nó phải cao khoảng độ 20m. À không, 30m. Bởi vì mình đứng ở rất cao rồi. Holy shit các bạn ơi, mình bắn nó này, nó chỉ bị chảy máu một tí thôi các bạn ạ, như kiểu nó bị xước da thôi. Như vậy là chúng ta bắn vào những loại vũ khí thông thường này rất là khó để có thể tiêu diệt được nó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bắn tên lửa người đó. What the hell, không chết luôn, vãi trưởng ạ. Ok, bây giờ sẽ cắm nó, mình kết liễu nó nhé các bạn nhé. Mày chết, ok đi luôn. Rồi xong luôn. Còn một con săn hết nữa các bạn. Holy shit. Đây là con này nữa. Rồi, con này bây giờ thì xem tình hình là sao để đứng im ta. Có phải là đang giả vờ không nhỉ các bạn nhỉ? Mình nghĩ là đang giả vờ các bạn ạ. What the hell, con này nó ngoan rồi các bạn ơi. Nó không tấn công mình nữa các bạn ạ. Như kiểu nó ăn no rồi hay sao ấy. Ui, mình đứng đây là không giết mình luôn này. Ok, bây giờ mình sẽ bắn nó luôn nhé. Rồi xong, ok. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Như vậy là ngày hôm nay thì mình cũng đã tiêu diệt xong bọn sa đời hết rồi các bạn ạ. Có quái vật đầu loa này rất là nguy hiểm luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn xem và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Yêu tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh đấy. Bye bye. Ấn đăng ký kênh và ấn vào cả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo video của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Yêu các bạn.